Xin chào mọi người ha. Hôm nay em giới thiệu với mọi người đó là cái đầu chuyển USB tiếp C ra HDMI ha. Thì đầu vào của nó là tiếp C nè, mình có thể kết nối được cái điện thoại, máy tính bảng có chức năng xuất hình ha. Hoặc là mắt M1, M2 và Surface Thunderbolt 3 và 4 ra màn hình TV máy chiếu ha. Độ phân giải của cái mã này là được 4K 60Hz hoặc là 2K 144Hz ha. Mình lưu ý là cái sản phẩm nó là chỉ là cái hấp chuyển cái dây tiếp C á, thì nó phải có chức năng xuất hình ha thì mình mới sử dụng được nha. Thì cái dây xuất hình này, cái dây tiếp C này những bên shop cũng có bán á, thì mọi người có nhu cầu đó thì liên hệ shop ha. Điện thoại và dây tiếp C có chức năng xuất hình thì mình dùng được cái đầu chuyển nha. Lên hình ha. Sản phẩm nhỏ gọn, dễ sử dụng, kết nối vô là xuất hình thôi ha, không cần cài đặt gì hết nha. Rồi, em chào mọi người ha.